Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề nè. Có ba con mỏ lết bán anh em là 200 ha. 200k nha anh em. Rồi anh em chuyển khoản thì đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship giùm em. Rồi con này hiệu lạ nè. Nó có dấu rít nè, da băng nè. Mà thép cũng lạ luôn anh em. Nó liền lạc lắm nè. Thép nó xám xám sao đó. Rồi con này thì của Lotter xây 200. Đây con này cũng có lotter luôn. Đâu con này của cái gì hiệu khác ha. Nó xin 200 luôn. Ba con 200 ngàn anh em. Chuyển khoản đủ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship thì em.